Hương Giang, vị huấn luyện viên có tâm và tầm nhất nhì showbiz Việt. Hương Giang là vị huấn luyện viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Cô luôn hết lòng vì thí sinh của mình, giúp đỡ hết sức để các em có thể tỏa sáng. Đi lên bằng chính khả năng sự nỗ lực hết mình, Hương Giang là cái tên được người hâm mộ yêu thích và quan tâm trong giới showbiz. Không chỉ thông minh, xinh đẹp, đa tài, mà cô còn là nguồn cảm hứng, nghị lực cho rất nhiều người. Khi đóng vai trò là huấn luyện viên của các cuộc thi người mẫu hay ca nhạc, Hương Giang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô được mệnh danh là người thủ lĩnh có tâm và tầm nhất nhì giới showbiz. Hương Giang gây tiếng vang lớn khi thử sức làm huấn luyện viên siêu mẫu Việt Nam 2019, đêm chung kết. Có 10 trên 16 học trò của cô đã ẵm trọn giải thưởng của chương trình dưới sự khâm phục ngưỡng mộ của cư dân mạng. Từ đây người ta không còn hoài nghi về khả năng của hoa hậu, mà khâm phục cô bởi sự tự tin thông minh khi hướng dẫn cho thí sinh. Cô hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của từng người và cách tốt nhất để diễn đạt cũng như đào tạo sao cho học trò của mình ngày càng tiến bộ. Không chỉ làm mưa làm gió trong giới người mẫu, cô còn hoàn thành xuất sắc vai trò thuyền trưởng trong chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2019. Đây là môi trường không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn là sự thấu hiểu tâm lý khi dạy dỗ các bạn nhỏ. Bằng sự tinh tế và thông minh trong công việc, Hương Giang cùng bạn đồng hành nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng. Cô được đánh giá là người truyền cảm hứng tốt để khích lệ các bạn nhỏ, nhưng khi luyện tập thì lại cực kỳ nghiêm khắc. Chính vì vậy, những ca khúc của đội cô luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao. Ngoài đòi hỏi tính chuyên môn thì giải trí là điều không thể thiếu trong các chương trình game show. Hương Giang chính là người hội tụ đủ những điều này. Cô không chỉ có kinh nghiệm lâu năm, kiến thức chuyên môn cao mà còn phát ngôn những câu nói chất gây cười cho cộng đồng mạng. Hương Giang được mệnh danh là vị huấn luyện viên có tầm nhìn xa. Cô hiểu thí sinh của mình biết như thế nào là tốt nhất với họ. Chính vì thế Hương Giang luôn giúp các bạn phát triển tốt nhất lợi thế của bản thân để ngày càng tỏa sáng. Hương Giang là vị huấn luyện viên tài ba có tâm và tầm. Cô luôn hiểu thí sinh của mình cần và thiếu gì để bổ sung, giúp bạn ấy ngày càng tỏa sáng. Vị huấn luyện viên này ngoài sự tài năng còn khiến cư dân mạng cười ra nước mắt bởi những câu nói dứt như nước cất của mình